Vâng, em xin chào toàn thể anh em là thợ bẫy chim ngói trên toàn quốc nha. Hiện tại hôm nay em ra quân đây các bác ơi. Đây, đây em bố trí coi mồi này, hai con mồi tung như các bác nhá. Đây đều là em ngụy trang xong hết rồi. Đây, em giới thiệu cho các bác luôn. Đây nha, lưới của em nhá. Đây, lưới của em. Bộ lưới của em thì nó là dài 16 mét, cao 2 mét 3 các bác nhá. Đấy. Đấy. Đây, con này con mấy của em nhá. Con vỉ của em đấy. Đấy, các bác nhá. Đây. Một con cắm bản này. Toàn hàng đỏ thôi các bác ạ. Đây, một con cắm bản này các bác nhá. Đấy, một con cắm bản. Đây. Con rút đây chưa? Con rút của em này. Đấy. Mồi rút của em đây. Đấy. Em còn rút mồi rút nữa đây. Đấy. Chim mai em đi hướng này. Đấy nhá. Hướng này nó về. Các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy lưới của em không? Các bạn có nhìn thấy lưới không? Đấy. Đây bộ này là mắt mắt 9 phân nhá, em đánh bộ mắt 9 phân nhá để rút ngói ra nhá các bác nhá. Đấy. Các bạn nhìn này. Đấy, nều lá em trên kia. Đấy. Đấy, tí nữa có kết quả em báo các bác sau nhá. Em chào toàn thể các bác ạ. Vạn sự khởi đầu lại đây, anh em ơi. Ơi. Chim này nhá. Đây làm bố chú. Anh em ạ. Đây, vạn sự khởi đầu làm. Thôi chào toàn thể các bác nhá, em gỡ chim đây. Vẫn thoát được một con.